không giao được việc cho người khác thì vẫn khổ. Sau khi mà bỏ qua tham sân si, thường là con người ta đã có một chút thành quả rồi, có thể trở thành trưởng nhóm, trưởng phòng, thành giám đốc rồi, thành chủ công ty rồi, thì bắt đầu lúc đấy là hay cái con mắt nhìn đời, nhìn người khác bằng cái con mắt nghi ngờ. Một là nghi là cái đứa nhân viên của mình giao việc cho nó là không biết là nó có làm được không. Hai là nghi ngờ người khác là nói dối, lừa dối. Mà cái giống mà đã nghi ngờ ấy, thì phải tự mình làm hết. Ví dụ như là trong một đội nhóm của bọn em chẳng hạn, em nghĩ là mình là người làm khách rất là giỏi, khách đấy chỉ em xử lý được thôi, còn giao cho các bạn ở trong nhóm mà xử lý thì hay fail lắm. Hoặc là ví dụ là bây giờ em phải đi tiếp khách, còn các bạn ở nhà mà gọi khách thì em không yên tâm, nghi ngờ người ta không có năng lực thì cũng vẫn khổ thôi. Càng làm cao lên các bạn mới hiểu được là khi mà mình đã biết giao việc cho người khác thì mình sẽ nhàn hơn rất là nhiều, và quan trọng là cái hiệu suất, cái kết quả nó lớn hơn rất là nhiều. Nếu như bây giờ anh vẫn còn tập trung vào anh chạy quảng cáo, chỉ giỏi lắm thì một tháng anh chốt được 5 căn, 10 căn nó làm hết công suất. Nhưng mà bây giờ kiểu anh san sẻ ra, anh dạy các bạn lại cách chăm khách, cách chốt khách, rồi anh chạy khách cho các bạn, rồi đầu tư thêm vào quảng cáo ra nhiều khách, thì một tháng nó mới có 30, 50 giao dịch, đúng không? Đấy thì anh em thế thôi. Nếu mà mình cứ nghi ngờ người khác, không giao quyền cho người khác, không tin vào năng lực của họ, không tin vào anh em đội nhóm thì mình cũng không phát triển được đâu.